khi gia đình tôi ăn quá nhiều bột ngọt. Quyên, ngày hôm nay tôi gọi cho mày cả chục cuộc vậy đó mà mày không bắt máy. Mày mừng cái gì vậy? Ủa, con đâu thấy cuộc gọi nhã nào đâu. Ba gọi lộn số rồi đó. Ra ăn cơm đi. Mày đưa điện thoại đây tôi kiểm tra coi. Đây nè, mật khẩu là ngày sinh của con đó. Đưa đây. Ông làm cha kiểu đấy à? Ngày sinh của con mình mà cũng không nhớ nữa. Ngày sinh... thôi ăn cơm đi. Ha! Ông có muốn sống chung với tôi nữa không hả? Hôm qua tôi xem điện thoại của ông rồi nhá. Lê Thị Dậu gửi tin nhắn cho ông, nói nhớ ông, còn hẹn gặp nhau nữa. Người đó rốt cuộc là ai hả? Bà không quen Lê Thị Dậu hả? Không, tại sao tôi phải quen cái con trà xanh đấy? Lê Thị Dậu là mẹ tôi đó. Coi như tôi chưa nói gì đi. Sáng ngày mày lén lén dậy sớm đi ra ngoài, tới tối mày mới bỏ cái mặt mày về. Mày nói coi, rốt cuộc là mày đi đâu? Đúng vậy, mày đi đâu? Thì con đi làm mà. Con trai nó còn biết đường về nhà, vậy con gái đâu? Thiệt cái tình á, biết bao năm trời rồi không thấy nó về nhà ăn cơm nữa. Nhà mình chỉ có mỗi một thằng con trai thôi. Thôi ăn cơm đi. Rồi bà bị cái gì nữa vậy? Ông giải thích cho tôi nghe đi. Tại sao ngày nào tôi cũng thấy trên ghế phụ của ông có một gái ngồi hả? Lại còn mỗi hôm mỗi khác nữa chứ. Ông giỏi nhỉ, ông dám ngoại tình cơ đấy. Tôi lái taxi mà. Chuyện từ khi nào vậy? Chục năm rồi đó. Ăn cơm tiếp đi. Đã tôi dặn bà rồi à. Nấu canh thì bỏ từ từ bột ngọt thôi, bỏ cho cả ký vô. Cứ ăn biết rồi bất chí hết. Đó, bà coi đi, 11 giờ rồi đó. Con trai quan của bà chưa giác cái xác về đây nữa. Con và trẻ cái không biết cái lời gì cả. Ông cũng gọi liền ngay cho nó đi. Không nghe máy. Má thằng này gan lắm rồi. Ủa, bà gọi cho con hả? Con đang tắm mà bà gọi con làm gì vậy? Nè con trai, ăn dâu đi. Dâu Đà Lạt ngon lắm. Trời ơi, ba ơi, con bị dị ứng dâu tây. Có một thằng con trai thôi, ông định đầu độc nó luôn à? Cút ra, cút ra. Con trai, mẹ mới say sinh tố dâu này, con uống đi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Alo, được rồi, bây giờ tôi vào game liền. Cái thằng vô trụ này, tao với mẹ mày nuôi mày vất vả để mày ăn rồi cắm mặt vô game đấy à? Mày không biết nghe lời ba mày gì cả. Ăn mà cắm đầu vào game rồi tương lai mày vứt à? Ba mẹ, con là game thủ mà, không chơi game thì lấy gì ăn? Nani? Có chuyện này sao? Bao lâu rồi, nay là 4 năm rồi. Nhà này là con dùng tiền kiếm được từ game để mua cho ba mẹ đó. Thì vậy, có chuyện gì mà ông đứng đây? Hình như là trong phòng thằng con mình nó có ai đó bà. Còn không mau vào xem đi, còn đứng đây nữa. Mèn đét ơi, thằng kia, mày là đứa nào? Sao mày đè lên người con trai tao? Bước xuống. Ôi dồi ôi, thằng kia, mày tính làm gì con trai tao vậy hả? Treo xuống ngay. Ủa ba mẹ, đây là người yêu con mà. Ủa, có luôn hả? Tính ra là ba mẹ làm mai cho tụi con luôn á. Ờ ha, thôi hai đứa tiếp tục đi, mẹ đi nấu cơm. Lát nữa ăn cơm tối rồi về nha Bri. Cái gì vậy bà nội? Đó là tên người yêu cũ của con bà mẹ. Bà để ăn nói hàm hồ. Bác thay mặt mẹ nói xin lỗi con nha L'Oreal. Con tên gia ta mà bác. Mấy giờ rồi mà mày còn ở nhà? Không đi học à? Học hành thì không lo học, tính sau này bước đất mà ăn à? Rồi ba mẹ ơi, con tốt nghiệp 2 năm rồi. Ủa, tốt nghiệp nhanh vậy à? Có ba mẹ quên nhanh á. Thôi, ăn cơm đi. Tôi đã nói rồi, nhà tôi không có ai tên vậy hết á. Đem chìa đi. Lại chuyện gì đấy? Shipper giao hàng mà tôi đuổi về rồi. Sao thế? Nó nói gì mà hàng có đổ nước suối nào đó, mà nhà mình làm gì có đổ nước suối. Trời ơi, ai mà đặt tên kỳ cục quá vậy? Chắc là nhầm nhà đó. Đổ nước suối là tên con á. Chính ba mẹ là người đặt cho con cơ mà. Gì đây? Ăn trộm hả? Bớ làng ướt ơi, ăn trộm nè, ăn trộm nè. Gì, trộm đâu, trộm đâu, trộm đâu. Nè, cha già lưu đạn đây nè. Mới khiêng bớ đồ chuẩn bị chay đó. Hên là tôi vừa về tôi chụp cái đầu ông lại đó. Đây là ba của ông mà. Nani? Ở chết mồ không? Trời ơi, ba ơi, ba ơi, con xin lỗi nha ba. Ba tới đây mà không báo cho con biết. Ở đây là bác hai mà, anh trai của ba mà. Ủa anh hai, còn nhiều cái tao chưa thèm nói mày nghe.
Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đáng chú ý của thể thao điện tử với giải đấu Liên Quân Mobile đấu trường danh. Tụi nhỏ giờ nó giỏi thiệt ha, chơi game mà đang danh đất nước luôn kìa, lên TV luôn kìa. Ừ đúng nhở, vừa giỏi vừa đẹp trai, chả bù cho thằng con nhà mình. Mày coi mày học hỏi người ta đi, chơi game là phải chơi tới như vậy, chứ không phải ăn không ngồi rồi như mày đâu. Đúng đúng. Ba mẹ nhìn kỹ đi, trên TV đang chiếu là con đó. Nani? Tôi có đứa con xuất sắc vậy sao? Ghen nhà mình mạnh cả đó hả trời. Đi thôi, lẹ lẹ lên. Khoan đã, mũ bảo hiểm đâu? Tính để đâu không cho công an bắt à? Ha, để tôi vô lấy. Ba mẹ ơi, nhà mình đi xe hơi, lấy nó bảo hiểm chị. Nhà mình có xe hơi à? Không biết à, không có nhờ. Xe của thằng nào đậu đây đây? Chắn hết cái đường ra vô của nhà tao rồi. Mẹ đó, tao phải đi nói chuyện cho là lẻ mới được. Vô ý thức thật chứ, làm như có xe xịn là thích đậu đâu thì đậu vậy. Ông coi ai, ông đập chết cho tôi. À, nóng thiệt chứ. Mụ nội nó thằng nào vậy? Cái xe này xe của ba mà. Cái thằng này, mày tự mày đi về thì mày cũng phải gọi điện nói cho tao biết một tiếng chứ. Chứ có đâu mà mày để tao chờ ở cổng trường. Mày biết nắng lắm không? Cái thằng này, sao mày không nhắn cho ba mày hả? Đéo chờ cả trưa nắng kìa. Ủa, con nghỉ học lâu rồi mà. Thôi, đi vô ăn cơm đi. Thật là tôi chịu hết nổi rồi đó. Gì vậy? Bà lại có chuyện gì nữa vậy? Tại sao ông không kiếm việc gì mà làm đi? Ăn rồi ngủ không ở nhà để tôi nuôi ông à? Đàn ông gì mà vô dụng hết sức. Cái chân của tôi đã đang bị què, đang nghỉ để dưỡng thương nè. Đi chơi đàn đúng cho lắm vào, rồi té què chân ra đấy chứ gì. Cái chân ba bị vậy là do mẹ quýnh á. Thôi ăn cơm đi. Hai đứa làm gì mà cặm cụi vậy? Con với gia ta đang giải bài tập về nhà giúp cho em gái của cậu ấy. Mà bài tập này khó quá à, nãy giờ chưa giải được nữa. Bác lại coi giùm con cái bác ơi. Rồi ba cái bài tập của con nít này, đưa đây. Khiếp, bài tập về nhà thôi mà khó thế á. Giáo viên nào mà cho bài khó thế, bố ai làm được? Là mẹ đó, mẹ quên mẹ là giáo viên hả? Phải không? Dạ chính xác luôn đó bác. Bác là giáo viên dạy toán của em gái cháu. Thôi, ra ăn cơm đi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Chồng à, chúc ông sinh nhật vui vẻ nha. Bà vẫn còn nhớ sao? Tôi là vợ ông, đương nhiên tôi phải nhớ sinh nhật của chồng mình rồi. Sinh nhật tôi có giống gì? Hôm nay là sinh nhật yêu cũ của bà đó. Bà đó nha. Gì nữa, mới sớm ra là ông kiếm chuyện với tôi rồi đó. Giờ đó không có tiền rồi, mà bà còn thuê giúp việc nữa. Có mỗi mấy cái việc nhờ mà cũng phải thuê người giúp việc nữa. Giúp việc cái gì? Đó là mẹ của ông đấy. Ôi trời ơi mẹ, sao mẹ qua đây chơi mà không báo với con? Ê con nhớ không nhầm, hình như đây là bà ngoại mà mẹ. Mẹ, con quên. Mày á, có nhiều cái tao chưa muốn nói đâu. Chà, nay bảnh tỏn có ta. Qua đón con bác đi chơi đó hả? Đợi nói chút nha con. Cái thằng này mày đi đâu vậy? Lên trên phòng kêu em gái mày xuống. Để bồ nó đứng đây chờ hoài mày. Ừ, mau lên trên gọi em xuống đi con. Ủa ba mẹ, nhà mình làm gì có em gái? Con là con trai duy nhất của ba mẹ cơ mà. Ủa, vậy ra ta? Để nó nải cháu. Dạ, con trai của hai bác là người yêu của con á. Ha, sao tao quên biết vậy bay? Nè, đồ của bà đặt thấy shipper nó giao tới nè. Có nhầm lẫn gì không? Tôi có đặt gì đâu. Tên của bà trình định đây nè, không có gì mà không. Nè, người nhận là Lê Thị Tuyết Mai đây nè. Lê Thị Tuyết Mai, đó là tên người yêu cũ của ông mà. Rồi rồi, tới công chuyện này. Mày thích mẹ, mày thích tao. Đứng lại, chạy đâu. Thằng nước suối nhà chị hai giỏi quá trời. Lên cả thời sự luôn, ngưỡng mộ quá à. Trời, con trai của chị mà, nó giỏi dữ lắm. Bác Rung, cháu cũng thích chơi game á. Bác bảo anh La Vi chị cháu chơi á. Được chứ, con trai. Con chỉ cho em họ con nó chơi Free Fire giống con nha. Cái gì vậy bà nội? Chứ bà đi, nói đâm ban gì vậy? Con mình nó có biết chơi Free Fire đâu mà chị. Nó chơi Liên Minh mà. Ba mẹ ơi, con là tuyển thủ Liên Quân Mobile. Cái gì? Đồn cảnh sát hả? Rồi tôi tới liền. Con trai, có sao không? Đứa nào đánh con trai của tôi ra vậy? Trời ơi, cái quân nào mà thất chân thất đức đánh con tôi mà bây giờ cái mặt mũi nó biến dạng thế này.
Ba mẹ ơi, con ở bên này nè. Ủa, chứ thằng này là... Đó là... Chắc chắn mày là cái thằng đánh con tao đúng không? Má mày, mày dám đánh con tao, bố mẹ mày là ai không biết dạy mày à? Mẹ, đó là em trai của mẹ. Ủa, má ta, má trời, hồi nào ta. Chị hai ra đường qua đêm não hả? À, em trai ngoan. Mà rồi sao mày đánh con trai của chị? Nó đánh em thì có. Chị nhìn đi. Nè, chị coi cái tay của em nè. Bây giờ nó không cử động luôn, nó hết cảm giác luôn rồi nè. À, đồng chí cảnh sát, chúng tôi sẽ đưa hai đứa nó về nhà dạy dỗ lại. Xin lỗi đã làm phiền các vị nha. Mẹ, sao cái chìa khóa này hôm nay bị điên à? Mở không được. Mẹ ơi, mẹ đưa con với cậu đi đâu vậy? Mày bị ngáo à? Về nhà mình chứ đi đâu. Mà cái chìa khóa này sao không mở được nhỉ? Không biết thằng bố mày có trong nhà không? Để tao gọi ông ra mở cửa. Mở cửa! Mở cửa đi! Tại sao đóng cửa lại? Thằng cha này chết trong nhà đấy sao? Đập một bên bể cánh cửa luôn mà không ra mở là không ra mở. Ở đây đâu phải nhà mình đâu. Bà có cửa nhà ai vậy? Nhà mình trên kia mà. Ừ, nhanh về nhà ăn cơm. Sao hôm nay ông về sớm thế? Bà quá đáng lắm rồi nha. Tôi làm gì mà ông mắng tôi? Bà già rồi nên đòi bà sinh tật đúng không? Ông nói tào lao gì đấy? Tại sao bà lại cặp với trai trẻ? Bà tính làm bá đường hay gì? Cái thằng này nó bằng tuổi con trai mình đó. Bà không biết xấu hổ hả? Tôi là chồng của bà, tôi còn sống sờ sờ chưa có chết đâu mà bà lại làm những cái chuyện như vậy. Ông bị điên à? Đây là em trai tôi mà. Anh rể. Mau đi vô nhà ăn cơm. Ông lại có chuyện gì? Tại sao sáng nào bà cũng dậy sớm, quần quần áo áo, túi xách đi ra ngoài tới tận chiều mới chìa hả? Bà đi ngoại tình đúng không? Ông bị bệnh à? Tôi đi làm chứ đi đâu. Ăn cơm đi. Tức chết tôi mất. Rồi bà bị cái chuyện gì nữa vậy? Leon đi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Lý do? Hôm qua tôi tình cờ xem điện thoại của ông. Sư tử là con mụ nào mà nhắn tin kêu ông về ăn cơm, kêu ông nhận lương xong rồi gửi tiền cho mụ ấy. Ông lưu số điện thoại của con nào mà sư tử hả? Tôi... chuyện gì cũng có thể tha thứ, chứ chuyện này con phải đứng về phía của mẹ rồi. Mẹ có ghi lại số điện thoại của mụ đó đi. Con gọi thử đi. Đưa cho con xử lý. Ủa, đây là số của mẹ mà mẹ. Ăn cơm đi. Ủa, mẹ đi du lịch về rồi hả? Mệt chết thì được. Con giúp mẹ mang đồ của ba mẹ vào trong nhà đi. Ủa mẹ, ba đâu? Đây thầy, mày bị ngáo à? Đây đâu phải là ba đâu. Hâm à, ba của mày mà mày... ông là ai đây? Sao ông ở đây? Tôi biết gì đâu à, vừa xuống máy bay là bà lôi cái đầu tôi về đây luôn á. Rồi tôi không biết bà là ai luôn. Chị còn ba đâu mẹ? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Ủa thì mẹ đi với ba mà. Alo, ông đang ở đâu vậy? Bà bỏ quên tôi ở Ấn Độ đây nè. Chào đồng chí tổ trưởng dân phố, nay qua nhà tôi có việc gì không? Tôi đến để xác minh danh sách dân cư thôi. Bà cung cấp thông tin giúp tôi. Vâng, gia đình tôi có ba, à không, có bốn người. Tôi, chồng tôi, con trai tôi với ai nhỉ? Tự nhiên quên mất. Với một đứa con gái. Tôi thấy thông tin sai so với sổ sách. Sổ sách kia là nhà này có ba người thôi mà, hai ông bà với một cậu con trai. Đâu, nhầm rồi đó, còn một đứa con gái nữa. Đúng rồi, nó xinh dữ lắm. Nhưng ba mẹ ơi, nhà mình có duy nhất một đứa con là con thôi mà. Bước xuống ngay. Giỏi quá ha, nay đi cặp bồ đồ nữa. Chẳng thà ông kiếm gái trẻ tôi còn hiểu. Đằng này ông đi kiếm đâu ra cái con gái mẹ này đây? Giá hơn cả tôi nữa. Bà nghe tôi giải thích đã. Giải cái khỉ gì, có mụ này nữa. Già rồi còn không nên nết. Bà không hả, đây là mẹ của tôi đó bà. Mẹ chồng, con xin lỗi. Tôi bay còn nhiều cái tôi chưa nói nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các vị phụ huynh đã có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay. Cô giáo, tôi có ý kiến. Mời chị. Tôi để ý nãy giờ cô điểm danh ai cô cũng gọi, mà riêng mỗi tên con tôi là cô không nhắc tới. Trời ơi, học sinh thì ai cũng bình đẳng như nhau chứ cô. Sao cô nhắc tới con người ta mà cô không nhắc tới con tôi? Rồi mốt cô lại báo là tôi không có đi họp phụ huynh cho con tôi là không có được nha. Ôi thôi chết, thế chắc là em quên đấy. Thế con chị tên gì à, để em xem lại à? Tên gì à? Tên... Cô đợi tôi chút nha. Alo con trai, con tên gì à? Con tôi nói nó là Đỗ Nước Suối. Đỗ Nước Suối? Lớp đâu có ai tên như vậy đâu. Cô tra kỹ lại đi, con tôi học lớp này mà cô sao kỳ vậy? À thưa chị, tôi tra trên hệ thống của trường vào những năm trước thì bạn này đã tốt nghiệp lâu rồi mà, đâu có còn là học sinh của trường này nữa đâu.
Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Tôi xin lỗi mọi người nha, tôi đi lộn chỗ rồi. Bà coi kìa, coi kìa, coi con trai bà kìa. Trời ơi, không biết. Mày bao nhiêu tuổi rồi, mặc cái đồ hồng lẹt như trẻ trâu. Ờ đúng vậy, ngứa cả mắt, nhìn không ưng chút nào. Sao cái mắt thẩm mỹ của mày kém thế hả con? Cái này mẹ mua cho con mà. Ủa khó hả ta, khó hả trời, hồi nào ta. Trời, cái áo này đẹp chứ bộ. Mặc vô nhìn như minh tinh vậy á. Thôi ăn cơm đi, nhịn nhịn nhịn. Rồi rồi, tới công chuyện này. Hôm qua cái thằng cha nhà bên cạnh tự nhiên lấy tiền nhét vào tay tôi xong rồi đi luôn. Hai cha con ông thử động não đi. Vô duyên vô cớ mà đưa tiền cho phụ nữ. Tôi nghi ngờ cha này là có tình ý với tôi á. Cái đó là người ta nợ tiền nhà mình đó. Trời ạ, ông lấy tiền cho mượn mà ông không hỏi ý tôi à? Thì bà cho ta mượn còn gì. Thôi ăn cơm tiếp đi. Trời đất quỷ thần ơi, mày nấu gì mà cay dữ chị? Ba mẹ già rồi nghe. Mày nấu cay vậy rồi tao với bà ăn xong rồi xuống đồn tủ với ông bà sớm hả? Ông bà còn sống mà ba. Ờ, rồi mày nấu cay vậy ai ăn cho nổi? Biết nấu ăn không vậy? Mấy món này là ba nấu mà. Thôi ăn cơm đi, cũng không cay lắm đâu. Lại nữa, bà có tính cho tôi ăn cơm không vậy? Ông coi con trai cưng của ông á. Hôm qua tôi thấy nó nhận tiền của mấy bà thím quanh xóm này nè. Mày đi làm trai bao đúng không? Cái gì? Thật là vô sỉ. Tao phải quánh cho mày một trận mày mới tỉnh ra. Giờ mày thiếu tiền tới mức mày đi làm trai bao hả? Cái đó là con đi thu tiền nhà trọ cho ba mẹ mà. Ăn cơm tiếp đi. Giờ nay rồi còn chưa về, lại chơi bồi đú đợn gái gú ngoài đường rồi đấy. Hay là mẹ gọi điện thử đi. Đúng, phải gọi điện hỏi có cái lão này sao giờ nay còn chưa về. Mà tên ba mày là gì ta? Mẹ quên mất lưu tên ông là gì rồi. Cái gì ta? Con chơi game nhiều quá nên là có chút quên rồi. Tên gì ta? Trời ơi, tắm xong đã ghê. Hai mẹ con bà tính gọi ai hả? À, gọi đồ ăn tối thôi. À, nhanh xuống ăn cơm đi ba, mới ăn xong hả? Đổ Tôn Sách lại gì trời? Có đồ gửi cho mẹ nè. Đổ Tôn Sách? Là ai? Này đâu phải tên của mẹ. Nói vậy con cũng không biết. Chắc giao nhầm rồi đấy, gọi shipper quay lại đi. Là tên tôi. Ờ thôi vào dọn chén ăn cơm đi. Em làm gì ạ? Thì rảnh rỗi coi lại album thời đại học nè. Công nhận coi lại hồi đó nhìn đẹp ghê á. Phần nào đây? Tôi nhớ là hồi học đại học là bà yêu mỗi tôi thôi. Sao giờ lại có ảnh ôm ấp với thằng khứa nào đây? Vậy là hồi đó bà bắt cá hai tay đúng không? Ông nghe tôi giải. Giải gì nữa? Nhìn kỹ thì thằng con trai mình nó giống thằng trong ảnh quá ha. Có khi nào khứa đó ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ không? Ở đây là hình ba hồi còn sinh viên mà. Ủa hồi đó tao đẹp trai vậy luôn hả?